Hôm nay mình muốn thông báo cho các bạn một tin mừng. Đó chính là cái hệ thống server của mình đã mở thêm cái server miễn phí. Thì các bạn có thấy đây là cái server cũ và server mới server free. Do cái app này mình chưa hoàn thiện kỹ lắm, mình chỉ vừa test cái server free thôi. Tương lai mình sẽ làm cái khu này đi. Vì free mà, các bạn không cần phải nhập tài khoản đăng ký. Rồi, sau khi chọn server free thì các bạn sẽ bấm nút start để bắt đầu kết nối. Ở đây mình tới trang project để test trước. Đây là bình không được request time nào và nó sẽ tự động mở ra cái trang để đăng nhập. Tương tự ở đây á, mình vào cái trang bất kỳ, ví dụ như hiện tại không vào được. Ở cái trang đăng nhập này á, đây không phải trang phishing lừa lấy tài khoản các bạn, ví dụ mà test ha, ví dụ gõ cái đi bất kỳ ha, gõ bất kỳ đăng nhập lập tức là nó sẽ báo là user này không có, chứng tỏ cái trang mình dùng cái hạng đăng nhập trực tiếp từ Facebook. Rồi, ví dụ như mình có một cái user ấy, cái user đúng rồi, nhưng mình nhập cái password bậy á, nó cần báo mật khẩu không chính xác. Rồi đây mình sẽ nhập mật khẩu đúng vào đây, lập tức hiện đăng nhập thành công và chúng ta đã có mạng. Cái thử đó rất là nhanh. Rồi, ok, xin cảm ơn các bạn.